Thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau 15 ngày kể từ khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, thì vào sáng sớm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả thi tốt nghiệp. Nhìn vào phổ điểm năm nay thì cho thấy về cơ bản là ổn định, không có sự xáo trộn quá lớn so với năm trước, ngoại trừ môn tiếng Anh và lịch sử. Và hãy cùng chúng tôi nhìn vào phổ điểm cụ thể của một số môn. Ví dụ như với môn toán, kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán của cả nước năm nay cho thấy có hơn 982.000 thí sinh tham gia làm bài thi. Trong đó, điểm trung bình là 6,47, điểm trung vị là 6,8, điểm số mà có nhiều thí sinh đạt nhất ở môn toán là 7,8 điểm. Số thí sinh có điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 là 165, chiếm tỷ lệ 0,02%. Và số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là hơn 186.000 em. Còn ở môn ngữ văn thì có hơn 981.000 thí sinh tham gia làm bài thi môn này. Trong đó điểm trung bình là 6,51, điểm trung vị là 6,5. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất ở môn ngữ văn là 7 điểm. Và số thí sinh có điểm dưới 1 là 194, chiếm tỷ lệ 0,02%. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là hơn 113.000 em, chiếm tỷ lệ 11,6%. Đáng chú ý ở môn lịch sử. Ở môn lịch sử thì có hơn 659.000 bài thi, trong đó điểm trung bình là 6,34 điểm, điểm trung vị là 6,5 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7 điểm và số thí sinh có điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 là 83, chiếm tỷ lệ 0,01%. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình môn sử là hơn 127.000 em, chiếm chỉ tỷ lệ là 19,34%. Và nếu như năm 2021 chỉ có 266 điểm bài thi môn sử đạt điểm 10 và số điểm 8 trở lên là 5,44%, thì năm nay có tới hơn 1.700 điểm 10 và tỷ lệ thí sinh đạt điểm 8 trở lên là 18,1%. Ở môn cuối cùng chúng tôi phân tích là môn tiếng Anh thì năm nay đã có sự điều chỉnh rõ rệt so với năm ngoái. Nếu như năm ngoái tỷ lệ bài đạt điểm 8 trở lên là 18,3%, thì năm nay tỷ lệ này là 11,9%. Có hơn 866.000 thí sinh đã tham gia làm bài thi môn tiếng Anh và trong đó điểm trung bình của môn này là 5,15 điểm, điểm trung vị là 4,8 điểm và điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,8 điểm. Số thí sinh có điểm dưới 1 là 423, chiếm tỷ lệ 0,05% và số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là hơn 446.000 em, chiếm tỷ lệ 51,56%. Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia cũng chỉ ra nguyên nhân phổ điểm năm nay vì sao đều và đẹp ở các môn toán, lý hóa hay sự thay đổi ở phổ điểm hai môn lịch sử và tiếng Anh. Môn sử nếu như chúng ta nhớ rằng là những năm trước đây ấy, thì phổ điểm nó bị lệch về bên trái và số em ở dưới điểm trung bình rất nhiều. Nhưng năm nay thì phổ điểm môn sử thì lại lệch bên phải. Nguyên nhân của cái việc lệch phổ điểm này thì theo tôi phổ điểm nó cho ta biết một điều gì? Là như vậy chứng tỏ rằng là chúng ta đã thay đổi cách dạy cách học và đặc biệt là cách ra đề môn lịch sử. Đấy, không phải là bắt học sinh phải nhớ những số liệu khô khan nhiều quá mà quan trọng là anh hiểu được các sự kiện lịch sử. Các cái thành phố lớn cũng như các cái nơi mà có cái tiềm năng về du lịch thì ta thấy rằng là ở đó người ta tập trung tiếng Anh, cho nên cái việc mà phân bố của tiếng Anh năm nay có những cái tích cực của nó và chúng ta cũng thấy rằng đây là những cái cảnh báo để chúng ta tìm cách nâng cao cái việc dạy học kiểm tra đánh giá tiếng Anh. Thì chúng ta cũng đánh giá được về cái mức độ, cái kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông của các cái địa phương trên toàn quốc. Và có thể thấy là những địa phương như là Vĩnh Phúc, như là Hà Nam, Nam Định vẫn là đất học ở điểm hầu hết tất cả các môn thì có phổ điểm rất là tốt và đặc biệt là còn là tương đối sát với học bạ. Thế còn những cái điểm như là vùng đồng bằng sông Cửu Long, những cái tỉnh miền núi phía Bắc hoặc là ở miền Trung, ở Tây Nguyên thì như vậy là có cái sự chênh lệch giữa cái điểm thi trung học phổ thông với học bạ nó nhiều hơn. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông như hiện nay thì tôi thấy rằng là các trường đại học có thể dùng để tham khảo, dùng là một cái điểm tựa để mà xét thi tuyển sinh. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi và phổ điểm theo các khối thi, điều mà thí sinh và phụ huynh trông ngóng lúc này chính là điểm chuẩn của các trường đại học năm nay dự kiến có biến động lớn không và làm thế nào để trúng tuyển được vào đúng ngành, đúng trường mà thí sinh yêu thích nhất. Từ phía các trường đại học cũng đã đưa ra những nhận định ban đầu về điểm chuẩn đại học năm nay. Ghi nhận được phóng viên VTC1 thực hiện tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học diễn ra vào sáng nay.
7 giờ đồng hồ sau khi biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, rất đông thí sinh và phụ huynh đã có mặt tại ngày hội tư vấn tuyển sinh để trực tiếp trao đổi và nghe tư vấn xét tuyển đại học từ gần 130 trường đại học khu vực phía Bắc. Em được 22,7 điểm và em có nguyện vọng là vào học viện phụ nữ ạ. Là sau đó là đến học viện thanh thiếu niên ạ. Với nguyện vọng một là em muốn vào truyền thông đa phương tiện của ngành học viện phụ nữ. Em có thi ban tổ hợp là ban A1 là toán lý và anh. Mà tiếng Anh thì em xét bằng điểm IELTS của em QL là 10 nên em không thi tiếng Anh nữa. Còn môn toán và môn lý thì em mỗi môn được 8. Nếu mà tính tổng ra thì em sẽ được 26 điểm ạ. Và nhưng mà em ưu tiên dùng cái phương thức xét học bạ cộng với IELTS của em hơn. Vì đã có mấy trường em mong muốn vào, nó đã có kết quả của cái đấy và em đã trúng rồi ạ. Em xét học bạ đỗ đại học văn hóa rồi, nên là chắc là em học luôn đại học văn hóa ở nguyện vọng 1. Năm nay, những thí sinh có tổng điểm của tổ hợp xét tuyển từ 21 đến 26 điểm có nhiều cơ hội trúng tuyển. Tuy nhiên, với tổ hợp có môn tiếng Anh, điểm chuẩn dự báo sẽ giảm đi một chút. Tổ hợp có môn lịch sử, giáo dục công dân sẽ tăng rất rõ rệt. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về căn bản điểm sẽ không cao hơn so với năm ngoái, bởi vì chúng ta cũng tham khảo mấy cái thông số như là chỉ tiêu năm nay không thay đổi, tổng số các chương trình tuyển sinh vẫn là 31 chương trình không thay đổi, các phương thức xét tuyển về căn bản cũng như năm ngoái với 5 phương thức chính chúng ta đã biết: trung học phổ thông này, xét tuyển thẳng giải thưởng quốc gia này, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế này, đánh giá năng lực. Ví dụ như vậy thì chúng ta đều biết là như vậy. Cho nên là về căn bản là điểm chuẩn của trường Xã hội Nhân văn năm nay về căn bản là sẽ không khác biệt. Tỷ lệ nó thấp hơn hẳn so với năm trước. Năm trước là 72%, thì năm nay chỉ còn có 58% xét dựa trên cái điểm thi thôi. Thế là cái số lượng thí sinh xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông nó giảm đi. Thì cái kết quả điểm nó có giảm đi một chút, nhưng mà điểm tại các cái ngành hot thì nó sẽ tương đương hoặc giảm một chút so với năm 2021. Và hiện nay thì như trường nào mỏ là chất thì cũng đang đánh giá, sau khi mà Bộ công bố kết quả sơ bộ thì nhà trường cũng đang có những cái phân tích đánh giá để mà xem xét cho từng cái ngành đào tạo của trường là có thể có những cái ngành điểm nó sẽ tăng lên cao. Đấy, vì cái kết quả thi trung học phổ thông quốc gia như vậy là khá là khả quan. Như vậy là chính sách đổi mới xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng phần mềm thống nhất trên toàn quốc. Thí sinh khó để trượt đại học, nhưng để đỗ vào ngành, vào trường yêu thích thì cần cẩn trọng tính toán. Về phía các trường, để an toàn, để tuyển đủ số lượng, có thể nhiều trường đại học sẽ lấy tăng hơn nhiều so với chỉ tiêu và từ đó dẫn đến không có sự chênh quá lớn về điểm sàn để xét tuyển so với năm trước. Tất cả các phương thức xét tuyển thì đều đẩy lên hệ thống lọc ảo của Bộ. Nên có thể các trường đại học sẽ lấy cái tỷ lệ ảo nó cao hơn một chút. Do đó thì là cái tỷ lệ điểm ấy, tôi cho rằng là nó cũng không có sự thay đổi nhiều so với năm ngoái. Đối với riêng trường quốc tế thì năm ngoái phổ điểm các cái ngành trong trường quốc tế thì nằm trong khoảng từ 23 đến 26 điểm. Thì hôm nay chúng tôi cũng dự kiến rằng là cái điểm trúng tuyển của các ngành tại trường quốc tế thì cũng rơi vào cái khoảng này rồi. Không có giới hạn số nguyện vọng mà các em đăng ký, như vậy là N nguyện vọng, đúng không ạ? Chúng ta có thể đăng ký, nhưng chúng ta phải xếp được ưu tiên nguyện vọng nào là chúng ta yêu thích nhất, phù hợp với cái mơ ước, cái năng lực của chúng ta nhất lên nguyện vọng số 1, và sau đó là từ 1 cho đến hết. Theo quy chế tuyển sinh năm 2022, thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần từ nay tới 17 giờ ngày 20 tháng 8. Các chuyên gia tư vấn, thí sinh không nên đăng ký ngay mà cần tìm hiểu kỹ để tránh sai sót, nhầm lẫn, nhưng không nên để quá sát nút thời gian khi hệ thống đóng lại. Vâng, như vậy là có thể thấy hiện nay chỉ tiêu phần lớn của các trường đại học đang dành cho phương thức tuyển sinh từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trừ những trường đại học lớn, đại học top đầu được thí sinh yêu thích và xã hội đánh giá cao. Không còn trông đợi nhiều vào việc tuyển sinh được các thí sinh phù hợp từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, khi đề thi giảm độ khó và mức phân loại, các trường đại học này đã chủ động tổ chức các kỳ thi riêng phục vụ công tác tuyển sinh. Và với các trường có quy mô nhỏ hơn thì việc sử dụng kết quả thi riêng của các trường lớn làm căn cứ xét tuyển đang là xu hướng và lựa chọn phù hợp. Vào trưa nay, ngay sau khi thí sinh biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố phổ điểm 3 tổ hợp xét tuyển từ kỳ thi đánh giá tư duy do trường tổ chức, trong đó có hơn 45% thí sinh không đạt mức điểm trung bình ở 3 tổ hợp xét tuyển.
Lãnh đạo trường này cho biết do đề thi có tính phân loại cao, không dễ dàng để thí sinh đạt kết quả tổng 3 môn trên 15 điểm hoặc 4 môn trên 20 điểm. Phổ điểm này sẽ phù hợp để làm căn cứ tuyển sinh đại học cho các trường nhóm trên và gần 20 trường đại học nhóm giữa. Trọng tâm vẫn là kỳ thi đánh giá tư duy, tuy nhiên vẫn xét đến yếu tố là đảm bảo công bằng cho thí sinh ở các vùng miền. Đối với các em mà khó tiếp cận với kỳ thi này. Thì tuy nhiên tôi cũng lưu ý là đối với những ngành mà mang tính cạnh tranh cao, đặc biệt như là trong lĩnh vực về điều khiển tự động hóa, cơ điện tử hay là công nghệ thông tin, thì các em có thể sẽ phải chấp nhận đến một thời điểm nào đó thì nhà trường hoàn toàn dành cho phương thức đánh giá theo tư duy để chọn được thí sinh. Cũng trong năm nay, lần đầu tiên Bộ Công an đổi mới tuyển sinh theo đánh giá năng lực, thu hút gần 9.000 thí sinh tham gia. Để không gây sốc với thí sinh, Bộ Công an chủ trương lấy 40% từ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, 60% từ bài thi đánh giá năng lực để xét tuyển. Bài thi đánh giá của Bộ Công an có sự phân loại rất tốt đấy, và hoàn toàn những em mà làm bài thi tốt, kỳ thi đánh giá hoàn toàn xứng đáng đấy, vào học ở trường công an. Và tôi cho rằng là nếu mà làm tốt như vậy thì không chỉ các trường đại học công an đâu, mà cả những trường khác cũng có thể sử dụng kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an để có thể là tuyển sinh như là một phương án bổ sung của mình. Ở phía Bắc, Đại học Quốc gia Hà Nội từ nhiều năm nay đã tổ chức thi đánh giá năng lực để tuyển sinh. Năm 2022, đơn vị này đã tổ chức 16 đợt thi cho khoảng 7.000 thí sinh. Đến nay, có khoảng 50 cơ sở đào tạo đăng ký khai thác kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội phục vụ tuyển sinh năm 2022 như Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, Cục Nhà trường Bộ Quốc phòng, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Thương mại. Thì những trường đại học, đặc biệt là những trường đại học lớn như hai đại học quốc gia, Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương là những trường đại học mà yêu cầu đại học rất là khó, thì người ta phải đổi mới tuyển sinh bằng bài thi đánh giá năng lực vì nhu cầu tồn tại và phát triển để đánh giá được những em thực sự có năng lực tốt để vào học ở trường. Bởi vì nếu một trường đại học thầy giỏi mà không có cho giỏi thì cũng không thành công. Thế cho nên là mục tiêu là để tuyển chọn những em tài năng giỏi vào học ở trường của mình, và vì thế cho nên các đơn vị phải tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực khác nhau. Tôn trọng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các trường đại học chủ động hợp tác, liên kết, tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, kiểm tra tư duy tại các địa phương, tổ chức xét tuyển chung nhằm đáp ứng yêu cầu riêng của từng cơ sở đào tạo, vừa đỡ gây áp lực và tốn kém cho thí sinh khi phải thi nhiều kỳ thi khác nhau. Quay trở lại với những thông tin về kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những thống kê thú vị về kỳ thi này. Theo đó, Thanh Hóa là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng điểm 10 trong kỳ thi năm nay với 411 thí sinh đạt điểm 10 ở các môn, tăng 3 bậc so với năm 2021. Nam Định là địa phương dẫn đầu cả nước về điểm thi tốt nghiệp với điểm trung bình là 7,047 điểm. Tiếp sau là Vĩnh Phúc, Bình Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội. Ba địa phương có điểm tốt nghiệp thấp nhất là Hà Giang, Đắk Lắk và Đắk Nông. Và với 3 điểm 10 tuyệt đối ở môn toán, lý, hóa, nam sinh Nguyễn Ngọc Lễ, lớp 12A6 của trường Trung học phổ thông Quốc Oai Hà Nội không chỉ trở thành thủ khoa xét theo tổ hợp A00 mà còn là thủ khoa toàn quốc. Như vậy là đã khép lại một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành công. Từ hôm nay, các thí sinh sẽ còn 27 ngày nữa để nghiên cứu, tính toán và điều chỉnh các nguyện vọng để xét tuyển đại học. Chúc các em sẽ đạt được mong muốn vào học tại những ngành và trường mà mình yêu thích nhất.